Bộ Công an, máy xét nghiệm COVID-19 bị nâng giá 4,7 tỷ đồng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Giải Trí. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm nâng giá hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR từ 2,3 tỷ đồng lên 7 tỷ đồng. Sáng 22 tháng 4, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an cho biết, hệ thống máy xét nghiệm Real-Time PCR phòng chống COVID-19 khi nhập về Việt Nam giá khoảng 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua mua bán lòng vòng, đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, CDC Hà Nội đã lên đến 7 tỷ đồng. Trước đó, CDC Hà Nội đề xuất mua thêm một hệ thống xét nghiệm này do số lượng mẫu nghi nhiễm COVID-19 gia tăng. Real-Time PCR được giới thiệu là hệ thống mở, cho phép chạy được nhiều loại hóa chất khác nhau có thể xét nghiệm được, nhiều loại bệnh truyền nhiễm, không riêng nCoV. Trên thị trường, phần lớn máy này phải nhập từ Đức hoặc một số nước châu Âu có giá từ 2,5 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng, tùy công suất và cấu hình. Hôm 22 tháng 4, khi bắt Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm, C03 cáo buộc tại gói thầu mua sắm hệ thống Real-Time PCR tự động đã xảy ra cấu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị. Hành vi gian lận tại CDC Hà Nội là vụ án đầu tiên được C03 khởi tố nhằm điều tra với các sai phạm trong phòng chống COVID-19. Liên quan đến vụ án, C03 cũng khởi tố 6 người liên quan, trong đó có trưởng phòng tài chính kế toán Nguyễn Vũ Hà Thanh. 7 người cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. CDC Hà Nội là đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 toàn thành phố với 2.500 đến 3.000 mẫu mỗi ngày. Luật sư Trương Anh Tú cho rằng nếu có vi phạm móc hoặc nâng khống giá trị để trục lợi, hành vi của những người liên quan có thể không chỉ dừng lại ở tội danh trên mà liên quan cả tội danh tham nhũng. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!